Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta phải nói về tình hình của chiến tranh tại Ukraine. Tất nhiên thì các quý vị cũng biết là thế giới đang rất là sôi động và nhiều nguồn tin đang hấp dẫn. Nhưng trong cái diễn đàn bây giờ này thì chúng ta nói trọng tâm là vấn đề của Ukraine. Cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó lúc nào nó cũng là cái tâm điểm của thế giới. Và sự thay đổi của thế giới nó sẽ nằm ở trong cuộc chiến tranh này. Thế giới nó sẽ đi đến một cái giai đoạn tốt đẹp hơn, hay thế giới sẽ đến một cái giai đoạn bế tắc hơn cũng nằm trong cuộc chiến này. Và cuộc chiến này nó sẽ nói lên hết tất cả mọi sự việc. Và chúng ta sẽ thấy rõ được cuộc chiến bắt đầu càng ngày càng sôi động sau khi cái gói trợ cấp của Mỹ đã thông qua. Đầu tiên thì Mỹ gửi 1 tỷ Mỹ Kim khẩn cấp. Và tại sao khẩn cấp? Là bởi vì tình trạng của Ukraine đang gặp khó. Nên là Mỹ đã gửi ngay lập tức sau khi Tổng thống Joe vừa ký, là vài tiếng sau cái gói trợ cấp của Mỹ đã đến Ukraine. Vài tiếng thôi. Cách nào làm lẽ gì? Là Mỹ đã điều động khí tài quân sự ở những khu vực láng giềng Ba Lan và Đức. Ngoài cái đó các quý vị, Mỹ mới vừa ký 6 tỷ nữa. 6 tỷ nữa. Thì Mỹ hiện bây giờ có nghĩa là gì? 61 tỷ xài 1 tỷ là còn 60. 6 tỷ nữa, các quý vị, là còn 54 tỷ. Thì 6 tỷ Mỹ Kim này nó sẽ gồm có cái gì? Đặc biệt là nó có hệ thống Patriot. Nó có hỏa tiễn tầm xa. Nó có nhiều vũ khí mà Ukraine đang cần. Mà đang cần gấp. Đang cần rất là gấp. Vì các vị cũng biết là Nga cũng hiểu cái điều đó. Nga biết rằng là trong cái giai đoạn này nè, mà vũ khí chưa đến là cái cơ hội mà Nga có thể tìm được cuộc chiến thắng. Và Nguyên đã cập nhật cho các quý vị cách đây vài ngày. Nga có một tuần duy nhất. 7 ngày duy nhất. Nếu Nga không đạt được thành quả nào thì Nga sẽ không đạt được gì hết. Nên là Nga đang cố gắng tấn công. Có thể nói là tấn công tối đa. Tấn công hết ga. Nga đang chơi xả láng sáng về sớm trong cái giai đoạn này. Nga đang dồn dập lực lượng vào nhiều nơi khu vực, đặc biệt là khu vực Dakivka. Thì các quý vị cũng biết là đây là cái cách mà Nga đang làm. Cho nên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Thụy Điển mến thương Thách Sumika. Thì cô chú anh chị em cũng biết đó, thì cái cuộc tấn công của Nga đó, nó đang ồ ạt nó đến. Thì lý do đó Mỹ mới viện trợ thêm 6 tỷ. Tổng thống Zelensky có một cái lời nhỏ trách móc. Tổng thống Zelensky nói rằng là lý do mà Nga chiếm ưu thế trên chiến trường, Nga đang áp đảo trên nhiều mặt trận, là bởi vì cái gói viện trợ của Mỹ quá do dự, quá chậm trễ, nó mới có cái kịch bản ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng cảm ơn Mỹ, cảm ơn sự giúp đỡ của các quý vị. Và cảm ơn, chúng tôi sẽ nỗ lực sử dụng những cái loại vũ khí này để đáp trả lại. Và đáp trả nó đã có. Ngày hôm nay, chắc quý vị chắc là nghe nhiều tin lắm. Rất là nhiều tin của Nga. Nga là bữa nay là tung khói mù ra rất là nhiều. Nga bữa nay tức giận và nổi cơn điên. Nga tấn công một cách bừa bãi mà Nga tung khói mù rất là nhiều. Vì lý do đơn giản là Nga bị thiệt hại quá nặng nề. Và Putin không chấp nhận cái sự thiệt hại đó. Các vị cũng biết là Nguyên đi cái chuyến bay về nó khá mệt. Và Nguyên phải đi xe lửa rất là lâu mới về được nhà. Rồi với cái giờ giấc, với cái khí hậu nó thay đổi. Ở đây nó còn chưa được ấm lắm. Nó chưa được ấm lắm. Về đêm nó còn 5 độ. Bên kia nó 30-40 độ. Nên là Nguyên bị cái nhiệt độ và sức khỏe cũng đã không tốt rồi. Sáng sớm mở mắt thức dậy là Nguyên thấy nhức đầu quá trời nhức đầu. Và Nguyên đọc cái bản tin là Nga nói rằng là Nga đã ngăn chặn được 68 chiếc máy bay không người lái của Ukraine. Wow, 68 chiếc máy bay không người lái trong cuộc tấn công vào đêm 27 này. Sáng 27 này, Nga công bố, Nguyên mở mắt ra, 68 chiếc máy bay không người lái. Nga không nêu lên thiệt hại. Nga không dám nêu lên thiệt hại. Nga nhục nhã quá sao dám nêu được. Nga yếm và Nga cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ của Nga nhiều khu vực. Tổng cộng Nga ngăn chặn được 68 chiếc máy bay không người lái. Đây là con số của Nga ngăn chặn được. Tất nhiên con số không ngăn chặn được thì sao? Thì lúc đó Nguyên không nghe bất cứ một cái báo cáo nào của Nga về thiệt hại hết. Và Nguyên mới vừa nghe được cái báo cáo cách đây 2 tiếng. Cách đây mới đi 2 tiếng. Trong cái thời gian mà Nguyên làm việc. Cách đây 2 tiếng các quý vị. Thì Nguyên mới nhận được cái báo cáo cụ thể của Ukraine. Đã tấn công như thế nào. Và tấn công vào đâu. Theo tình báo của Ukraine tiết lộ cho biết. Đây là cái quy mô tấn công lớn của Ukraine. Để phản đoàn vào 3 nơi trọng yếu. Trong đó họ đã thành công
tấn công vào hai cái nơi chứa dầu của Nga rất là lớn. Hiện bây giờ nó đang bốc lửa cháy ngút trời hai kho dầu, và đặc biệt hơn nữa là một căn cứ không quân của Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Theo nguồn tin cho biết, căn cứ không quân này nó không lớn nhưng nó chứa có khoảng tầm 12 đến 15 chiếc máy bay đang đậu ở tại đó. Khi lúc đang tấn công thì 15 hay 12 chiếc máy bay theo vệ tinh chụp nó còn đang ở đó. Và nhiều thiết bị khí tài quân sự khác ở tại căn cứ đã bị tấn công một cách dữ dội, lửa bốc ngút trời. Tất nhiên thiệt hại cụ thể thì không rõ, vì hiện bây giờ thì chúng ta chỉ có thấy hình ảnh qua những cái đống lửa, khói mịt mù. Nên là hiện bây giờ vẫn chưa có thể công bố cụ thể là sự thiệt hại của Nga như thế nào. Đó là ngay lập tức các quý vị, Putin đau đớn quá. Khi lúc đó Putin đang dồn dập lực lượng ở tại biên giới để tìm một cuộc chiến thắng lãnh thổ của Ukraine, thì Putin đã bị Ukraine tấn công sâu vào trong lãnh thổ của mình. Là một cái tác động làm cho Putin cực kỳ là phải nói là nổi cơn điên. Nên ngay lập tức cuộc trả đũa của Nga cũng rất là dữ dội. Theo nguồn tin cho biết, Nga đã điều động MiG-31, Tu-95 đã cất cánh lên trên bầu trời. Và từ đó Nga trả đũa lại vào trên lãnh thổ của Ukraine. Nga trả đũa vào lãnh thổ của Ukraine. Ukraine đã nhận nguồn tin qua vệ tinh và qua Khada, hệ thống phòng thủ đã công bố toàn đất nước Ukraine đã báo động chuẩn bị cuộc tấn công của Nga. Nga đã tấn công thành công vào cái nơi trụ sở năng lượng, một cái trụ sở năng lượng của Ukraine đã bị tổn thất do cuộc tấn công của Nga ngày hôm nay. Và một số nơi người dân thường đã thiệt mạng. Đây là cái báo cáo sơ bộ cuộc tấn công của Nga. Thì các quý vị cũng thấy rõ được, mà đặc biệt hơn nữa Nga còn có báo cáo sau này nè. Nga nói, ôi, chúng tôi đã thành công tiêu hủy cái con đường sắt tiếp tế vũ khí, mà đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã tấn công đúng một chiếc tàu lửa đang chở kho vũ khí cho Ukraine. Đó, ngày hôm nay Nga tung cái khói mù đó. Nga tung khói mù là Nga đã tấn công thành công vào cái đường sắt và Nga đã tiêu hủy được một cái tòa xe lửa chứa vũ khí đang viện trợ cho Ukraine. Làm cho Nguyên rất là tò mò các quý vị. Đánh của Nguyên thì tin nào ai đưa cũng được. Mình phải đi kiểm chứng. Thì cho Nguyên nói ha, Nguyên đã đi kiểm bản tin đó qua những cái lời công bố của Nga. Thì bản tin đó Nga có tấn công vào đường gầy xa lửa có. Nhưng và kêu là Nga tấn công đúng ngay chăng cái toa tàu chở cái kho vũ khí của phương Tây cho Ukraine là không đúng sự thật. Vì nó không có cái, chúng ta thấy rõ được là nó không có cái dấu vết nổ gì cả. Vì là vũ khí, nếu các cái vị bị bắn vô là nó sẽ nổ bình, 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 bình. Chứ nó không thể nào mà không có nổ gì hết. Nó không thể nào có một tiếng nổ được. Trong em cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ chương trình bà con cô bác ở tại DK Đan Mạch Bến Thương. Để chúng ta thấy rõ được cô chú anh chị em là cái cuộc tấn công của Nga đều là nói láo. Để làm gì? Để gỡ gạt được cái tổn thất ngày hôm nay của Nga. Vì phải đưa một cái gì đó, phải có một cái bản tin nào đó khi gỡ gạt bữa nay tổn thất nặng, nặng lắm. Mà bây giờ nó không có một cái cuộc chiến thắng nào mà không thể nào mà gỡ gạt được cái gì đó thì thế nào Putin cũng khiển trách. Nên ngày hôm nay Nga đã tiết lộ một cái bản tin và cho rằng là tiêu hủy được cái kho vũ khí vận chuyển từ phương Tây đến cho Ukraine, cho Nguyên xác nhận cái đó nó không sự thật. Sau sự điều tra của Nguyên, Nga có tiêu hủy cái con đường sắt có. Nga có tiêu hủy con đường sắt vận chuyển có. Nga đã dùng quả tiễn bom đạn đã tiêu hủy một cái khúc đường sắt thì có. Nhưng tiêu hủy cái kho vận chuyển đến từ phương Tây và Ukraine, đó là bản tin bịa đặt của Nga, không xác thực theo nguồn tin mà Nguyên điều tra. Thì để chúng ta biết thấy là đây là một cái sự việc nó đang kịch liệt trong những ngày gần đây. Thì lý do mà Ukraine họ tấn công mạnh, vì hiện bây giờ họ không còn lo lắng về vấn đề viện trợ nữa. Vì cái hàng viện trợ của phương Tây nó đến càng ngày càng nhiều. Mỹ sắp sửa gửi cái lô hàng 6 tỷ. Đúng không? Mỹ sẽ gửi là lô hàng 6 tỷ. Mỹ sẽ chi ra 213 triệu để mà yểm trợ quà tiễn
hệ thống phòng không. Tây Ban Nha sẽ gửi quả tiễn hệ thống cho Patriot, nhưng không gửi Patriot, gửi quả tiễn thôi. Tây Ban Nha đó là chúng tôi cáo lỗi, vì chúng tôi có thể chia sẻ quả tiễn phòng thủ, nhưng chúng tôi không thể gửi nguyên cái máy Patriot được, vì số lượng chúng tôi không nhiều, chúng tôi không có dư để mà chia sẻ các quý vị, tôi chỉ chia sẻ quả tiễn thôi. Ngoài ra thì Canada đã chi ra 12 triệu để sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine. Ông Canada, ông không có cho tiền các quý vị. Ông lấy 12 triệu này, ông nghiên cứu. Ông nghiên cứu, ông chế tạo. Và những cái nghiên cứu chế tạo của ông trong cái lĩnh vực mà đang hot nhất ngày hôm nay, đó là lĩnh vực máy bay không người lái. Và ông đem, ông mới tới tặng cho Ukraine. Bữa nay Ukraine nhiều tin vui lắm. Na Uy, bà con cô bác ở Na Uy chi ra gần 14 triệu để đặc biệt là gì? Để tu bổ thiết bị hư hao của Ukraine. Đặc biệt là xe tăng Leopard. Thì các quý vị cũng biết là xe tăng mà. Cỡ này Nguyên cập nhật về xe tăng rất là nhiều. Xe tăng dễ hư lắm. Xe tăng bây giờ là dễ nằm trên chiến trường lắm. Dễ hư hao lắm. Vì một cái quả tiễn dắt dai, một cái chiếc máy bay không người lái làm chiếc xe tăng không còn hoạt động được. Và khi nó phải đem về, nó phải tu bổ. Mà tu bổ thì tốn kém rất là nhiều tiền. Nên là Na Uy đã chi ra gần 14 triệu, đặc biệt là mua thiết bị để giúp đỡ Ukraine tu bổ những chiếc xe tăng đã bị thiệt hại. Nhiều tin vui phải không? Thôi mình đưa một tin buồn. Thì ông Ai Cập, Ai Cập là hách lệnh đó. Ông Ai Cập á, ông lật kèo, ông lật kèo. Cách đây vài ngày, ông hứa là ông sẽ viện trợ hệ thống Patriot. Cách đây vài ngày thôi. Ông sẽ hứa là viện trợ hệ thống Patriot. Ông sẽ hứa là ông sẽ viện trợ đạn dược, đủ thứ hết. Ông hứa nhiều lắm. Bây giờ tới lúc mà cái ngày ông phải gửi, ông lật kèo, ông nói bây giờ xin lỗi nha, tôi gửi không được. Vì lý do thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó ăn hiếp tôi. Thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó đang đe dọa đánh chiến tranh với tôi. Thì các quý vị cũng biết là ông Ai Cập với Thổ Nhĩ Kỳ nó có một cái vùng biển tranh chấp. Một cái vùng biển tranh chấp của hai quốc gia. Từ đó tới giờ đang tranh chấp, chứ không phải là không có. Giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nó có một cái vùng biển mà có dài hòn đảo mà ai cũng muốn giành chủ quyền, cũng giống như Biển Đông của chúng ta vậy đó. Thì ông Ai Cập nó bây giờ thằng Thổ nó hung dữ quá. Bây giờ chúng tôi cần vũ khí để phòng thủ quốc phòng an ninh quốc gia. Đó là cho tôi mạn phép tạm thời không gửi cho các quý vị. Nên là chỉ có ông Ai Cập, ông là kèo các quý vị. Thì phải có người này và người khác. Nên là cái tin mà có thể là cái tin đáng buồn cho Ukraine là ông Ai Cập, ông là kèo. Nhưng bù ra bữa nay có tin cực kỳ là vui cho Ukraine. Có 12 tỷ Mỹ Kim trong túi. Tin cực kỳ là vui cho Ukraine, 12 tỷ Mỹ Kim trong túi. Đó là phía bên hỗ trợ của tập đoàn của quốc tế yểm trợ cho những quốc gia đang ở nằm ở trong cái tình trạng kinh tế khó khăn. Đặc biệt là chúng ta biết đất nước Ukraine là cái quốc gia đang lâm nợ và cái đất nước đang chiến tranh, nên cái sự phát triển về kinh tế đang rất là chậm và nền kinh tế đang lỗ lã. Nên là lý do đó thì cái tổ chức mà kêu là yểm trợ quốc tế đó, nó sẽ trích ra 12 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Bữa nay Ukraine nhận được 12 tỷ Mỹ Kim, 6 tỷ của Mỹ và nhiều sự giúp đỡ khác, gom lại cũng thêm 1-2 tỷ nữa. Gom lại cũng khoảng 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ nữa. Nói chung chung là bữa nay tiền vô hơi bị nhiều cho Ukraine đó. Nếu mà nguyên tính sơ sơ là gần 20 tỷ bữa nay. 6 tỷ của Mỹ viện trợ, 12 tỷ của phía bên tổ chức của thế giới và một lặt vặt đó đây, người mấy chục, một người trăm mấy, hai trăm mấy, thêm là 1 tỷ mấy nữa. Sơ sơ là gần 20 tỷ ngày hôm nay. Thì trong mới nói chắc như vậy là 20 tỷ này, trong đó là 12 tỷ nó sẽ yểm trợ về kinh tế, nó không liên quan với quân sự. Nhưng nó quan trọng là phải trả tiền lương, phải trả tiền lương cho công chức, trả tiền lương cho binh sĩ. Cái đó nó quan trọng lắm, không có lương sao có ai mà nhiệt tình mà làm. Cuộc đời ai cũng vậy mà làm không lương sao ai làm nổi được lâu dài. Nên cái điều là 12 tỷ này nó sẽ trang trải được rất là nhiều cho Ukraine trong cái giai đoạn khó khăn khi cái nền kinh tế chưa bao giờ hồi phục được bây giờ. Chúng ta biết là kinh tế của Ukraine phải chờ sau cuộc chiến mới hồi phục được. Tạm thời bây giờ thì không thể nào hồi phục được.
Đó là bản tin khá vui cho Uy Khanh mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em một bản tin động trời. Động trời, động đất, động hết cả thiên hạ. Đây là bản tin liên quan đến cái sự đe dọa của Belarus đã làm cho thủ đô Kiev, Ukraine phải sơ tán hai cái bệnh viện trẻ em khẩn cấp. Hai bệnh viện trẻ em khẩn cấp. Và đây là một cái câu chuyện khiêu khích của Belarus và càng ngày càng kịch liệt. Và Belarus trong tương lai với những lời khiêu khích đó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Thì Trung Nguyên nói Belarus thì chúng ta đều biết Belarus là đàn em thân Nga. Và bây giờ Belarus thì ở trong một cái thế kẹt là bên xung quanh Belarus là tàn đồng minh của NATO không? Nói chung là như vậy. Và Belarus thì với cái sự lãnh đạo của ông Tổng thống Lukashenko, đó là một kẻ độc tài. Và chúng ta đều biết là họ sát cánh với Putin. Đặc biệt là Belarus là một cái đã cho Nga mượn đường để tấn công vào thủ đô Kiev trong những ngày đầu cuộc chiến. Bây giờ thì Belarus đã có căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ của họ và còn có những vũ khí hạt nhân tầm trung đang đặt ở nhiều nơi ở tại Belarus. Thì theo đài Belarus đã tiết lộ rằng là cái lực lượng, mình kêu là lực lượng phản động của Belarus đang ở Ukraine. Và hiện bây giờ họ đang làm, kêu là gì, trá hình. Họ trốn trong một cái bệnh viện. Và họ đang đưa ra cái kế hoạch trong những ngày kế tiếp là xâm nhập vào Belarus. Đó. Và Belarus sẽ có ý định với Nga tiêu hủy cái nhóm này. Thì các quý vị cũng biết đó, là ông Tổng thống Lukashenko đó, ông bị rất là nhiều tổ chức lên án, đặc biệt là chính là người dân của ông. Và những cái tổ chức mà đang muốn lật đổ ông đó, hiện bây giờ họ đầu quân cho Ukraine. Họ chạy qua bên Ukraine họ ở. Và họ đang cầm súng cho Ukraine. Họ cầm súng cho Ukraine, họ bảo vệ vì họ mục đích của họ là gì? Mục đích thực tế của những người mà Belarus mà chống ông Lukashenko đó, vì họ mong đợi là cái gì? Người Syria cũng vậy, họ mong đợi là gì? Người Nga cũng vậy, là mong đợi cuộc chiến tranh này Putin thất bại. Khi Putin thất bại, thì Putin không thể nào còn bảo vệ Belarus được nữa. Thì họ sẽ quay trở về nước và họ lật đổ ông Lukashenko. Nên họ đã đầu quân cho Ukraine. Mục tiêu của họ ủng hộ Ukraine là chờ đợi cái cơ hội này. Chờ đợi Putin gớt đài và đất nước Nga suy yếu không bảo vệ Belarus được. Và là họ có cái cơ hội để mà lật đổ tổng thống Belarus. Thì theo tình báo của Belarus trên đài TV, họ đã nhắm vào hai cái bệnh viện và họ cho rằng đây là cái bệnh viện trá hình. Đúng ra đây là cái căn cứ, là cái ổ của kẻ phản động Belarus đang núp ở đây. Và họ sẽ tiêu hủy hai cái bệnh viện này. Tiêu hủy hai bệnh viện này. Đó là ngay lập tức thì không biết có bị tấn công hay không. Thì ông thị trưởng thủ đô đã có ban lệnh mà quay trực tiếp để chứng minh cho biết đây không phải là cái căn cứ quân sự gì cả. Đây là bệnh viện trẻ em nè. Mà bây giờ các anh đe dọa chúng tôi sợ quá. Bây giờ chúng tôi sơ tán. Chúng tôi quay cho các anh coi luôn. Tôi quay trực tiếp sơ tán cho các anh coi luôn. Vì không biết anh có tấn công hay không. Nên bây giờ chúng tôi sợ quá. Bây giờ trong trọng là trẻ em không à. Trẻ em không, những người bị thương nặng không. Nên là bây giờ ông thị trưởng Kiev, ông sơ tán. Ông sơ tán nhân viên làm việc, sơ tán bệnh nhân ra khỏi bệnh viện. Vì Belarus đe dọa tấn công vào hai cái bệnh viện này. Và cho rằng là đây là cái ổ phản động Belarus đang đưa ra cái âm mưu tấn công vào Belarus. Đây là căng đó các quý vị. Đây là căng đó. Đây là cái sự khiêu khích của Belarus. Vì cuộc chiến tranh này Putin không thể thắng một mình được. Tới ngày hôm nay với cái viện trợ của Mỹ, Putin là no door. Putin không còn cửa thắng nữa. Nguyên nói thẳng luôn. 6 tháng vừa qua, Ukraine không nhận được sự giúp đỡ của Mỹ mà Putin còn không thắng được. Bây giờ nhận được sự giúp đỡ của Putin còn cái cửa nào mà thắng? Đúng không? Nói chuyện nó quá logic mà. Bây giờ cách 6 tháng, kẻ địch của mình nó yếu hơn mình về nhân lực và vũ khí. 6 tháng vừa qua nó không được sự giúp đỡ của thế giới. Mà mình còn không thắng được. Bây giờ cái sự giúp đỡ của thế giới nó ồ ạt. Thì có cửa nào mà thắng? Và Putin phải nhờ sự giúp đỡ của Belarus. Và đây là cái gián cược rất là lớn cho Tổng thống Lukashenko. Ông ta có dám vào hay không? Theo các thứ vậy, Belarus có dám vào cuộc chiến không?
Belarus có dám tấn công Ukraine giống như lời đe dọa mới vừa đây không? Belarus chỉ nói bằng miệng hay dám hành động hay không? Hay là Belarus bị Putin xúi giục và điên cuồng mà bước vào cuộc chiến? Nhiều bác nói không, Nguyên cũng thấy không đó. Trừ khi ông quá ngu đó, nó thực tế nó ông quá khùng đó, chứ thực tế mà nếu không ai làm chết thế hết. Nguyên nói thật luôn đó. Trừ khi ông Belarus ông khùng quá đi, ông ngu quá đi chứ, mà thực tế mà một con người có lý trí thì không ai để cho cơ hội này nào. Vì đây nó cực kỳ là nguy hiểm. Vì Putin đang lợi dụng Belarus làm một cái bia đỡ đạn. Vì cuộc chiến tranh này hiện bây giờ là Ukraine và Nga. Hiện bây giờ Nga cũng đang tổn thất. Nga cũng đang tổn thất các quý vị. Mà bây giờ là Putin đang dời cái tầm nhìn và dụ Belarus vào cuộc chiến. Nhưng mà ông tổng thống Lukashenko mà ổng mà như vậy thì quá tệ luôn. Ổng như là quá tệ. Nếu mà ổng thực tế là ổng tham chiến là quá tệ. Nên cái điều đó chúng ta đã thấy rõ được là nếu mà thực tế là như vậy thì không. Các quý vị, Nguyên có nhận định giống như các quý vị. Vì Nguyên không nghĩ là ông tổng thống Lukashenko ổng ngu đến mức độ đó. Nhưng mà Nguyên nói rồi, ở tại Belarus có căn cứ của Nga. Cái điều đó là cái điều đáng chết. Nó có hai căn cứ của Nga ở tại Belarus và có thể sử dụng ở đó để tấn công vào Ukraine. Và cái điều đó nó sẽ dẫn đến leo thang. Nguyên nói thật với các quý vị là Ba Lan mê Belarus sống rồi. Ba Lan hiện bây giờ lực lượng NATO của Ba Lan nó áp sát Belarus. Ba Lan bây giờ chỉ cần có một cái thời cơ tốt đẹp là ngay lập tức có một cái cơ hội hợp lý và thời cơ tốt đẹp là nuốt trọn Belarus liền. Lực lượng của Ba Lan tốt hơn, khí tài quân sự của Ba Lan nhiều hơn Belarus. Ba Lan đủ khả năng đối đầu với Belarus. Một đối một, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nên là nếu sự quyết định của Belarus sai lầm, nó có thể dẫn đến cái cuộc chiến khác. Đó là Ba Lan và Belarus sẽ tham chiến. Nên là đây tình hình nó càng ngày nó càng căng. Nguyên thấy càng ngày nó càng căng. Tình hình nó đang căng như dây đờn các quý vị. Căng như dây đờn. Và bây giờ một bản tin nói cho các quý vị biết luôn. Hiện bây giờ nó có một cái tin đồn mà Nguyên nghĩ là tin đồn này nó sẽ là thật. Chứ không giả đâu. Hiện bây giờ thì cách đây ngày hôm qua đúng không? Nguyên có cập nhật cho các quý vị rằng là Ukraine có thăm dò về vấn đề cái phòng thủ của cái cầu kết. Ukraine đã dùng máy bay không người lái thăm dò thử và Nga đã ngăn chặn thành công hai chiếc máy bay không người lái đi về hướng cây cầu kết mà giữa bắc liền giữa đảo Crimea vào trong đất liền của Ukraine. Thì sau đó thì có một cái tin đồn sau đây là Ukraine chuẩn bị đưa ra cái kế hoạch đánh sập cây cầu trước ngày 7 tây tháng 5. Đó, có tin đồn là Ukraine chuẩn bị đưa ra kế hoạch sau khi nhận quả tiễn tầm xa của Hoa Kỳ. Ukraine sẽ chuẩn bị phối hợp với tất cả vũ khí của mình và đánh sập cây cầu. Và Ukraine đang thăm dò cái bước đi cây cầu để đánh sập. Thì đối với Nguyên ha, cái tin này có thể có thật. Tuy rằng chúng ta nói là cái tin đồn thì không thể nào tin tưởng được, nhưng mà cỡ này đồn trúng lắm. Việt Nam đồn Bác Huệ đó, nó cũng trúng mà. Bác của Ninh Huệ đó, trúng luôn. Cỡ này tin đồn nó hay biến thành sự thật lắm. Tin đồn cỡ này nó hay biến thành sự thật, nó lạ lắm các thứ vậy. Nhiều khi tin đồn mình tưởng, ôi trời ơi, tin tầm bậy không? Tin bá dơ không? Tin lá cải không? Nhưng nhiều khi nó tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó trúng tầm lum tầm la đó, trời ơi, nó chết. Nó tầm bậy tầm bạ mà nó trúng tầm lum tầm la. Nó là bây giờ tin đồn là Nguyên dễ tin lắm. Nghe nó tin đồn là từ đây đến ngày 7 tháng 5 cây cầu kết sẽ sập. Nguyên đang chờ đợi cái điều đó lắm. Các vị biết là Putin là ông ta thương yêu cái cầu đó. Đó là cái sự danh dự của Putin. Má, cái cầu đó giống như người ta nếu là cái biểu tượng của Putin. Mà cái cầu đó sập nó cũng khác biệt gì là một cái tát tay lớn cho Putin. Nên là Nguyên nó thực tế với các quý vị là Nguyên cỡ này Nguyên tin đồn đó nha. Nguyên tin đồn đó. Nên là nghe tin đồn như vậy Nguyên cũng hào hứng lắm. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa viện trợ cho chương trình.
bà con cô bác tại châu Âu. Chúng ta thấy rõ được là cái tin đồn nó khá là lý thú đó. À, cỡ này tin đồn nhiều nha các quý vị. Trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy với cái số viện trợ mà nếu các quý vị mà có cập nhật qua bản tin từ diễn đàn của chúng ta đó, thì các quý vị đã nguyên cập nhật 5 ngày liên tục về những tin trợ cấp đến từ biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Mà Trung Nguyên nói là Ukraine còn nhận nhiều trợ gói trợ cấp nữa nha. Vì NATO chưa có gửi, châu Âu chưa có gửi, và G7 chưa có gửi, mà họ sẽ gửi. Họ sẽ gửi, chỉ có một cái bản tin mà Nguyên các quý vị đang lúc nào cũng hỏi, mà cỡ này Nguyên cũng đang thăm dò. Đó là về F-61. Các quý vị hỏi rất là nhiều về F-61. Mấy bác là chuyên gia là hỏi Nguyên ơi Nguyên, F-61 đâu rồi con? Thực tế với các quý vị thì Nguyên biết là Nguyên đưa tin về F-61 Nguyên chán lắm. Tới bây giờ Nguyên cũng không có thấy tâm dạng nào hết. Và họ đổ lỗi là lý do tại sao là bởi vì phi công huấn luyện chậm quá. Phi công của Ukraine không đủ sức khỏe. Phi công trẻ tuổi mà không đủ kinh nghiệm. Đặc biệt là có một mớ nó không phải là phi công nữa. Mấy mớ gà mờ giống như Nguyên vậy đó. Nó kêu là mấy mớ gà mờ thời gian mà học tiếng Anh. Thời gian mà học tiếng Anh không mất hết 4 tháng à. Học tiếng Anh về động cơ đó. Vì các quý vị biết là mỗi cái máy móc đó, nó có những cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh, kỹ thuật mà chúng ta phải học thuộc lòng. Vì chuyên môn nào, vì người ta